Hello, chào các bạn. Không biết mình đã lên được chưa nhỉ? Chào mọi người. Chưa có ai vô hết, mình ngồi đây mình chờ nha. Bữa nay là mình đã biết cách share từ cái fanpage qua cái trang cá nhân. Các bạn đâu hết rồi? Xin chào anh Hoàng Đức Vũ. Tim. À, mình chờ chút xíu nha các bạn nha. Cũng còn sớm, mới có 10 giờ 1 phút. Mới có 10 giờ 1 phút. Chào anh Hoàng Đức Vũ. Hôm nay Rose Phạm livestream với chủ đề là tình yêu và hôn nhân. Biết là lý do tại sao mà mình lại có hứng thú với cái chủ đề này ghê á. Anh Vũ, hôm nay thì tại vì cái Hồng là hay hay nói chuyện về cái chủ đề là tử vi đó anh, thì bữa nay Rose Phạm nói về cái chủ đề tình yêu và hôn nhân trong lá số tử vi. Tình yêu và hôn nhân là một cái vấn đề hết sức là quan trọng và hầu như cho dù là chưa lập gia đình hay là đã lập gia đình rồi thì mọi người đều đều quan tâm tới cái vấn đề này. Phải nói rằng hôn nhân là cái vấn đề mà nó gọi là nó có tác động mạnh và ảnh hưởng rất là mạnh đến cái cuộc sống của con người và nó chi phối. Cho dù là anh đang sống một mình hay là anh sống hai mình, nói chung là cho dù là anh còn đang độc thân hoặc là anh đã lập gia đình rồi, thì cái vấn đề hôn nhân theo Rose Phạm nghĩ nó đều có gọi là những cái ảnh hưởng đó, những cái tác động đến cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Bây giờ mới có 10 giờ 3 phút, có lẽ là Rose Phạm chờ mọi người một chút xíu.
rồi mình sẽ thảo luận với nhau ha. Tại vì anh biết á, hầu hết ai cũng muốn biết lúc mà mình chưa lập gia đình á, thì cũng muốn biết rằng sau này cái hạnh phúc trong hôn nhân của mình là nó sẽ như thế nào. Khi mà mình đã lớn tuổi rồi mà mình chưa lập gia đình hoặc là mình đã gãy đổ, thì mình lại càng muốn biết rằng mình có thể coi như là tìm kiếm được một cái hạnh phúc khác hay không. Và ngay cả khi mình đang chung sống một cách hạnh phúc với cái người phối ngẫu của mình cũng vẫn muốn biết rằng, không biết rằng mình có thể là nuôi nấng và duy trì cái hạnh phúc này cho đến bao lâu đó. Và cái vấn đề hôn nhân á, cái người phối ngẫu của mình á, là có một cái ảnh hưởng, một cái tầm quan trọng rất là lớn đến cái ngoài cái cuộc sống tình cảm của mình, nó còn ảnh hưởng rất là lớn đến gia đình, đến các mối quan hệ của mình, và đặc biệt là đối với cái công việc của mình nữa. Thì vì vậy cho nên là hôm nay Rose Phạm là quyết định là nói chuyện với cái chủ đề này. Bây giờ trong thời gian mà chờ đợi mọi người á, thì Rose Phạm xin hát một bài ha, một bài hát về về tình yêu. Một bài hát về tình yêu. Chắc có lẽ mọi người đều biết cái bài hát là bài Con đường tình ta đi của nhạc sĩ Phạm Duy. Một bài hát mà nếu mà tất cả những người nào mà sinh ra ở miền Nam sau vĩ tuyến thứ 17, từ trước năm 1975, thì chúng ta đều biết đến cái bài hát này. Nó là trong một loạt những tình ca viết cho học sinh sinh viên của nhạc sĩ Phạm Duy đó vào khoảng thập niên 70, vào khoảng thập niên 70 trước năm 1975. Thì hôm nay vì Hồng muốn nói chuyện với các bạn về cái chủ đề tình yêu, cho nên là bây giờ trong thời gian chờ đợi thì Hồng sẽ hát cho các bạn nghe ha. Mặc dù hát là hát mộc, không có đàn đệm thì nó cũng không có được hay, nhưng mà thôi kệ, nó cứ hát ha. Con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ, con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ, bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi, con đường trời mưa êm, chiếc dù che màu tím, môi tìm làn môi ngon nhưng còn thẹn thùng, con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp, con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh. Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa, đi lạc vào những phía không đường về, đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông, nhớ về con đường cũ mênh mông, mênh mông. Hỡi người
tình học trò. Hỡi người tình năm xưa, bóng người từng in dấu trên đường mòn, có thuộc vạn nẻo đường, có ngại ngùng nên quên, nhớ hoài con đường cũ không tên. Con đường mộng hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa, con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà. Hỡi người tình văn khoa, bóng người trên hè phố lá đồ để đưa đường cho người tình chứng vương. Hỡi người tình Gia Long, hỡi người trong tuổi sông, con đường này xin dâng cho người bình thường. Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm, con đường thành thơi thầm, nghe chuyện tình quanh năm. Sở dĩ hôm nay tự nhiên không có một cái ngẫu hứng để nói chuyện với các bạn về cái chủ đề tình yêu và hôn nhân, và Hồng bắt đầu cái câu chuyện của mình bằng cái bài hát Con đường tình ta đi, là vì nó có một cái lý do là ngày hôm qua Hồng có một cái party nhỏ nhỏ, một cái tiệc nhỏ nhỏ buổi chiều, là có một người bạn hồi thời trung học á, thì bạn mới ở ở nước ngoài về, và bạn có mời các bạn tham dự một cái party nhỏ nhỏ. Thì có lẽ là cái giờ này là cái giờ mà làm việc, thành ra là các bạn không có tham gia được, nhưng mà Hồng nghĩ rằng thì các bạn sẽ xem lại thôi. Thì do là gặp nhau nó rất là vui, bạn học với nhau từ thời trung học mà, cho nên nó có rất là nhiều kỷ niệm. Và như mọi người biết á, thì những cái kỷ niệm của mình á, thì thời trung học mà là cái thời mà mười mấy tuổi, thì lúc nào nó cũng có gọi là cái những cái chuyện mà yêu đương tuổi học trò, bây giờ mình nhắc lại nó rất là vui. Do là những cái cảm xúc còn lại từ chiều ngày hôm qua tới bây giờ, thành ra là nó khiến cho mình đêm ngủ rồi suy nghĩ hay là ngày mai mình sẽ nói chuyện với các bạn trong một cái chủ đề tử vi ha, mà nó có liên quan tới vấn đề tình yêu và hôn nhân. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái câu chuyện của tử vi ha. Thì hôm trước Hồng cũng có giới thiệu với các bạn, Hồng cũng có giới thiệu với các bạn về cái vị trí của cái cung phu thê và cái ý nghĩa của nó. Thì cung phu thê á, nó không chỉ là mô tả về cái người phối ngẫu của mình, là bởi vì một người chúng ta có thể kết hôn với nhiều người, kết hôn nhiều lần, cho nên cái cung phu thê nó sẽ không chỉ thể hiện cái tính cách hay là về cái người phối ngẫu của mình đâu, mà chủ yếu là nó nói đến cái tình trạng hôn nhân của chính bản thân mình đó các bạn. Nó thể hiện cái tình trạng hôn nhân, có nghĩa là mình có gặp hạnh phúc được hay không, mình có coi như là sẽ kết hôn một lần hay là nhiều lần, và cái cuộc sống hôn nhân đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến
cái cuộc đời riêng của mỗi người. Thì đó chính là cái nội dung mà Cung Phu Thê sẽ phản ảnh. Thì có một số người họ có cái thân an tại Cung Phu Thê, đó là những người sinh vào giờ 2 giờ, giờ Tỵ và giờ Hợi. Thì những người sinh vào giờ Tỵ và giờ Hợi thì sẽ có thân an tại cung phối. Có nghĩa là cái cuộc đời của người này nó sẽ có rất nhiều những vấn đề mà bị ảnh hưởng bởi người phối ngẫu, hoặc là bởi chính cái hôn nhân đó. Nếu như cái cung này đẹp, chào Cúc, lâu quá không gặp bạn. Nếu như cái cung này mà đẹp thì chúng ta sẽ được có được một cái cuộc sống hạnh phúc, và cái người phối ngẫu sẽ là cái điểm tựa, một cái điểm tựa mạnh cho chúng ta trong cuộc sống. Còn nếu như cái cung này mà nó không được đẹp thì phải nói rằng chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cuộc sống bởi vì chính hôn nhân của mình. Đó là Hồng nói sơ qua là như vậy. Thì như các bạn biết, trong cái hệ tử vi nó có tất cả là 14 chính tinh. Thì 14 chính tinh này đều có khả năng đóng tại phối cung. Có nghĩa người ta gọi là tọa thủ, cái từ chuyên môn nó gọi là tọa thủ tại bản cung. Chào Phương Thanh, hôm nay bán cà phê đắt không Phương Thanh? Cho chị một ly chè dưỡng nhan coi. Mặt mũi xấu quá rồi, giờ là phải cần phải uống chè dưỡng nhan nha Phương Thanh. Thì mình trở lại với cái cung Phu Thê các bạn ha. Thì 14 chính tinh này đều có thể là tọa thủ tại cung Phu Thê, hoặc là cung Phu Thê sẽ không có chính tinh. Thì trường hợp này người ta gọi là vô chính diệu, có nghĩa là không có ngôi sao chính. Thì tất nhiên một ngôi sao chính nó sẽ không, một ngôi sao chính không thì nó sẽ không thể hiện hết được cái ý nghĩa, mà nó cần phải có một cái sự kết hợp với những phụ tinh đi kèm. Thì nếu chính tinh và các phụ tinh hợp nhau thành một cái giống như là trong một tổ chức vậy đó các bạn. Nếu mà hợp nhau thì cái cung Phu Thê của mình được xem là được đánh giá là đẹp, và nó sẽ không bị xung khắc với những cái chính tinh ở trong cung mệnh. Thì như vậy cái cung của cung Phu Thê của chúng ta được xem là ổn. Thì thông thường những cái phúc tinh như là Thiên Lương, Thiên Đồng, Thiên Cơ, thì nếu mà ở cư ngụ ở cung Phu Thê thì tương đối là cái hôn nhân của chúng ta ít có xảy ra sóng gió. Nhưng mà Hồng nói một số cái cung nó mang tính chất gọi là sầu tinh đó các bạn. Nó có cái nhóm sầu tinh, đó là sao Vũ Khúc. Sao Vũ Khúc là một cái chính tinh đứng đầu trong nhóm sầu tinh. Thì nếu như mà Vũ Khúc mà tọa thủ tại cung Phu Thê thì tùy theo những cái phụ tinh đi kèm thì nó sẽ có những cái vấn đề có khả năng xảy ra. Có thể là cái người phối ngẫu của chúng ta sẽ rất là giỏi, tài giỏi, nhưng cũng có khả năng. Hồng đang trả lời cho cô bạn chút xíu nha. Thì nếu mà Hồng trở lại vấn đề ha, cái sao Vũ Khúc nó đứng đầu là cái sầu tinh. Nếu như Vũ Khúc mà gặp thêm bộ cô quả nữa thì coi như là hội đủ cái bộ sầu tinh. Thì như vậy cái hướng luận đoán nó có nhiều khả năng xảy ra. Cái người phối ngẫu của chúng ta có thể là một người tài giỏi,
Nhưng cái cuộc hôn nhân của chúng ta nó khó mà bền bỉ, tại vì cái sau vũ khúc nó chỉ cái sự ngắn ngủi đó các bạn, nó chỉ cái sự ngắn ngủi. Mà đi với bộ cô quả nữa là cô thần và quả tú là hai cái bộ sao cô đơn á, bộ sao người ta gọi là sầu tinh đó, bại tinh đó, thì như vậy nó càng làm tăng cái khả năng làm tăng cái khả năng mà chúng ta có thể là cái cuộc hôn nhân của chúng ta nó sớm gãy đổ, sớm chấm dứt. Cái chấm dứt ở đây nó có khả năng là cái người phối ngẫu mình mất sớm, hoặc là chúng ta ly hôn ly dị, hoặc là sống trong một cái cuộc sống coi như là đồng sàng mà dị mộng đó. Thì Hồng nhớ trong một cái bài thơ mà Hai sắc hoa ti gôn đó các bạn, của TTKH á, có một cái câu như vậy nè. Sorry, tự nhiên Hồng quên mất rồi, nhưng mà Hồng nhớ là trong cái bài thơ đó đó, thì có những cái câu thơ mà nói rằng mô tả cái sự cô đơn của cái người phụ nữ, thì Hồng hẹn các bạn là Hồng sẽ tìm ra cái câu thơ đó. Mô tả cái sự cô đơn của cái người phụ nữ khi sống bên cạnh người chồng mà không có tình yêu, thì đó chính là cái trường hợp của cái sau phụ khúc. Chúng ta rất có khả năng là bị rơi vào cái tình cảnh gọi là đồng sàng dị mộng đó các bạn. Chào Mai. Mai ơi, hi Christina Jones, how are you? A long time. Mai ơi, cái lá số của Mai á, chắc gì phải hẹn lâu lâu một chút, là vì gì cũng còn nhiều cái order quá, mà xem một lá số thì nó rất là mất thời gian đúng không? Cho nên là sorry con ha, hẹn con chắc cũng phải lâu lâu á. Đó thì các bạn, Hồng trở lại với cái chủ đề á, là cái ngôi sao là vũ khúc. Và một cái ngôi sao nữa đó là sao thất sát. Thất sát, cái sao thất sát nó mang tính phức tạp dữ lắm, bởi vì cái thất sát thì đó, một là được hay là mất, thì một là chúng ta sẽ có một cái người phối ngẫu tốt, một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Hai là mất, tại nó mang tính mất rất là nhiều. Thì khi có cái sao thất sát mà ở trong cung phối thì rất là dễ xảy ra tình trạng mất người. Mất người ở đây có nghĩa là sớm quá bụa đó các bạn. Đặc biệt đối với nữ nha. Đặc biệt đối với nữ thì cái sao thất sát. Ngoài ra cái sao thất sát đó các bạn, mà nó ở trong cung mệnh á, nó cũng làm ảnh hưởng tới tới cung phu thê nữa. Rồi kế đến nữa, một cái sao mà nó cũng khá là kỵ ở trong cung phu thê của chúng ta, đó là sao cự môn. Cự môn á, nhiều người hiểu nó là cái miệng. Đúng, cự môn là cái miệng, là đối trên cơ thể con người nó là cái miệng. Đối với trong nhà cửa thì nó là cái cửa, và về ý nghĩa thì nó là đứng đầu cái nhóm gọi là thị phi tinh, tức là sao thị phi á. Cái miệng mà các bạn, cái miệng thì hay nói, cho nên là dễ gây ra cái tình trạng đó là thị phi. Nó sẽ gây ra cái tình trạng thị phi. Thì như vậy với cái sao cự môn, nó rất là dễ gây nên cái tình trạng là ly hôn. Mà khi mà cái sao cự môn này mà nó đi thêm với một số bộ sao như là cáo phụ hình, thì rất là dễ gọi là đưa nhau ra tòa mà coi như là mạt sát lẫn nhau á.
cái việc này Hồng liên tưởng tới cái trường hợp của cặp vợ chồng Trung Nguyên. À, Hồng liên tưởng tới cái cặp vợ chồng Trung Nguyên đó, thì khi mà họ lúc mà còn sống với nhau thì vui vẻ vậy, nhưng mà khi mà có vấn đề xảy ra thì sát phạt lẫn nhau, hại lẫn nhau, và nếu nó đi kèm thêm một số sát tinh nữa là thậm chí là hại nhau tới gọi là tới cùng luôn. Thì nãy giờ Hồng thống kê cho các bạn là một số sao như là Vũ Khúc nè, Thất Sát nè, Cự Môn nè, là những sao có khả năng nó sẽ gây ra một cái tình trạng gọi là xấu, gọi là tình trạng xấu đối với cái cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Ngoài ra những cái sao ví dụ như sao Tử Vi, sao Tử Vi là một cái ngôi sao nó mang tính chất là gánh vác và đứng đầu, cho nên nếu như mà trong cung phu của các bạn có sao Tử Vi thì các bạn sẽ có được một cái hy vọng rằng các bạn sẽ có được một cái người phối ngẫu mà sẽ coi như là rất là có trách nhiệm trong cuộc sống đối với chúng ta. Thì đầu tiên cũng hơi mừng đi, nhưng mà tùy nha. Tử Vi mà nếu mà nó ngộ triệt nữa là xấu lắm đó, chứ không phải là tốt đẹp đâu. Thì như vậy, nếu mà sao Tử Vi mà ở cung phu thê mà chúng ta lại thân cư ở đó, thì ngược lại thay vì được một người phối ngẫu có trách nhiệm với mình, rất có khả năng chính chúng ta phải là người gánh vác cho cái người phối ngẫu của mình đó. Tử Vi nó phức tạp là như vậy. Thì Hồng cũng chỉ nói sơ qua, tại vì nếu mà nói cái này nó mang ra cái tính nó có nhiều tính kỹ thuật quá. Cái này dành cho sao bạn mình không thấy nhỉ? Đợi Hồng chút xíu nha. Đó là nói về các cái sao ảnh hưởng đối với cung phu thê. Thì tại sao hồi nãy Hồng có hát cho các bạn nghe cái bài Con Đường Tình Ta Đi, thì trong cái bài hát đó là tuổi học trò. Tuổi học trò thì có nhiều cái cuộc tình rất là lãng mạn. Thì khi mà chúng ta còn nhỏ đó, chưa lập gia đình đó, thì cái cung phu thê nó gọi là mình coi để biết trong tương lai thôi, chứ tình yêu thì nó sẽ không thể hiện ở trong cung phu thê đâu các bạn, nó không thể hiện ở trong cung phối. Cái tình yêu thì lúc nhỏ thì thường chúng ta sẽ xem ở trong cái cung nô bộc đó. Thì cung nô bộc là một cái cung nói về bạn bè, cung nói về bạn bè. Nhưng mà những cái cuộc tình mà lúc chúng ta còn nhỏ thì nó cũng thể hiện những cái người tình của mình ở trong cái cung nô bộc. Cho nên nếu như mà cái cung nô bộc mà nó có thể hiện cái gọi là đào hoa đó, những cái sao như đào hoa, hồng lan, thiên hỷ mà tập trung nhiều ở đó, thì như vậy cũng là một cái biểu hiện của cái người đó rất là đào hoa, rất là đắc đào đắc kép á, coi như đắc gấu á, bây giờ gọi là gấu không gọi là đào kép nữa, bây giờ gọi là gấu á, là đắc gấu. Thì như vậy cái chuyện tình yêu và hôn nhân sau khi mà chúng ta lập gia đình thì cái cung phối nó thể hiện cái hôn nhân ha, nhưng mà trong cái cung nô bộc nó lại chứa đựng một cái đối tượng. Khi mà chúng ta chưa lập gia đình thì cái đối tượng người tình nằm trong cung nô bộc bình thường thôi các bạn ha. Nhưng có những người có những cái gọi là cuộc tình ở ngoài luồng đó các bạn, thì cái đối tượng này nè, cái đối tượng người tình này nó cũng có thể hiện trong cung nô bộc nữa. Thành ra vấn đề tình yêu và hôn nhân là hai cái vấn đề mà nó không phải là một đâu, mà nó là hai vấn đề đó. Cho nên là nó khá là phức tạp. Tuy nhiên thì Hồng cũng muốn chia sẻ với các bạn một số cái gọi là cái kinh nghiệm của người trên 50 tuổi.
chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm ha. Thì ở đây lát hồi nữa thì ông nghĩ là sẽ có một số bạn còn trẻ, các bạn chưa lập gia đình, các bạn sẽ xem. Thì cũng đừng quá, thứ nhất là đừng quá nôn nóng về cái vấn đề lập gia đình. Khi nào vận hạn nó tới là nó tới. Và các em cũng đừng đừng băn khoăn, đừng băn khoăn rằng là tại sao mình đã trải qua nhiều mối tình quá rồi mà vẫn chưa lập gia đình được. Cái người phối ngẫu của mình, vợ chồng là một cái duyên rất lớn, duyên từ nhiều kiếp rồi mới gặp được nhau, và là duyên và là nợ nữa. Cho nên là cái việc mà mình lấy ai là số phận đã định như vậy rồi. Chứ chúng ta không can thiệp được bằng cái cách là chúng ta coi tuổi. Cho dù các bạn có xem tuổi, một số bạn xem tuổi, cho dù các bạn có xem tuổi đi nữa thì cái người mà các bạn chọn nó cũng chính là cái số phận đã định đoạt của mình rồi, chứ không phải là do mình chủ động được đâu. Đó, thành ra là cứ bình tĩnh. Các em cứ bình tĩnh, nhất là những cô gái mà trên 30, trên 35 tuổi, bây giờ là trên 35 tuổi chứ 30 thì bây giờ cũng vẫn là rất là trẻ. Thì trên 35 tuổi cũng đừng có quá lo lắng cái chuyện mà khi nào duyên phận nó đến là nó đến thôi ha. Còn cái việc mà chúng ta đã trải qua nhiều cuộc tình thì hầu như bây giờ chị Hồng thấy là gần như ai cũng phải trải qua nhiều cuộc tình rồi mới kết hôn được. Bởi vì bây giờ cái thời đại bây giờ nó không giống như ngày xưa, nghĩa là các cái điều kiện mà chúng ta có thể quen được, nhiều khi không gặp trực tiếp nhưng mà quen online, ngồi Việt Nam cũng có thể quen được người ở Mỹ, ở Úc, ở Canada. Thì như vậy cái cơ hội của chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Như vậy cái việc mình yêu đương như vậy á, luật Mita em tin không? À, ý của bạn luật Mita em tin không là sao ha? Chị cũng chưa có rõ. Hay là em không tin? Đó thì bây giờ cái cơ hội của mình nhiều lắm, cho nên là cái việc mà mình quen rất là nhiều người rồi mới chọn và kết hôn với một người thì cái điều đó nó cũng bình thường. Cái mỗi một cái thời đại, mỗi một cái bối cảnh xã hội nó một thay đổi, thì do vậy cái việc luận đoán trong cái lá số tử vi nó cũng phải cập nhật theo với cái sự phát triển của xã hội đó. Ngày xưa thì thường người ta chỉ quen, có người quen mới có một lần là đã cưới, hoặc cao lắm là 2-3 mối tình thôi. Nhưng mà bây giờ chị thấy các em mà có người quen cả chục mối tình luôn mà vẫn chưa đi đến hôn nhân thì điều đó nó cũng là bình thường, chứ không phải là bất bình thường ha. Kế đến nữa là có nhiều bạn hay đặt câu hỏi với chị là thế thì bây giờ mình chọn cái tuổi nào để cho hợp. Thì hồi nãy chị cũng đã trả lời rồi, cho dù em chọn hay không chọn, cuối cùng cái người mà đến với em đó cũng chính là cái duyên số sắp đặt. Rồi có người thì bảo là do không hợp tuổi cho nên là làm ăn không được. Nếu mà nói ra em thích Lý Phương Thanh, chị giúp em nha. Cái này thì em phải hỏi Lý Phương Thanh chứ sao hỏi chị Rose Phạm được. Nhưng mà hình như luật Minta chị chưa có kết bạn với luật đúng không nhỉ? Nếu mà muốn chị giúp á thì phải friend đi thì chị mới biết em được thì chị mới giúp chứ. Đó thì chị sẽ trở lại vấn đề nha. Theo chị á, chị không phải là người mê tín dị đoan, nhưng chị hoạt động và chị làm việc trong vấn đề, trong cái lĩnh vực là tâm linh, là huyền học. Nhưng bản thân chị không tin vào cái vấn đề mê tín dị đoan. Chị tin vào cái việc nó có một cái số phận. Chính vì vậy chị không tin tới cái vấn đề là mình có thể cải số được. Có những người bảo rằng do tôi lấy người vợ đó, do tôi lấy người chồng đó, cái mạng nó khác cho nên tôi làm ăn không được. Không phải là như vậy. Mình không tin là như vậy. Cái đó là do chính bản thân các bạn
chính bản thân mình, cái khung số về khung quan lộc và khung tài bạch của mình nó không có tốt đó, cho nên là mới sắp đặt mình gặp cái người đó, chứ không phải tại cái người đó mà mình làm ăn không được. Cho dù các bạn có lấy người khác đi nữa thì cái chuyện nó cũng chưa chắc là các bạn có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Tuy nhiên trong cái lá số tử vi đó, khi mà người ta nhìn vào có một số cái dữ kiện, có một số cái dữ kiện khiến cho cái người xem số đó họ có thể biết rằng đó là cái duyên của hai người này là như thế nào. Là ví dụ như cái cung mệnh của cái người phối mẫu của mình á, mà nó lại trùng vào cái vị trí của cung phối của mình, thì rõ ràng đó là chúng ta có một cái duyên rất là lớn với nhau. Cái duyên từ nhiều kiếp trước rồi. Thì như vậy là chúng ta biết rằng à, đây là một cái sự, đúng là rõ ràng là một cái sự sắp đặt của số phận. Đó thì nó cũng có một vài vấn đề đó, nhưng mà bản thân Hồng thì mình cũng chưa kiểm chứng về vấn đề này. Tuy nhiên ở đây, ở trên cái góc độ tử vi ngày hôm nay, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng cái việc mà chúng ta lập gia đình và khả năng nó cái hạnh phúc hay là bất hạnh trong hôn nhân nó được thể hiện qua cái cung phu thê, và đồng thời ở cung mệnh nữa, chứ không phải chỉ là ở cung phu thê không đâu. Vậy thì cái việc xem số như vậy nó giúp cái gì được cho chúng ta? Đó là cái vấn đề chính ha. Khi mà biết được rằng cái vấn đề hạnh phúc trong hôn nhân chúng ta nó có một chút vấn đề nó đặc biệt lúc này á, thì mình phải nên xem lại mình phải xem lại nơi mình, cái tính cách của mình như thế nào, để mà chúng ta có thể là điều chỉnh được ha. Chúng ta kịp thời có thể là điều chỉnh được trong cái mối quan hệ giữa quan hệ hôn nhân đó, giữa mình và người phối mẫu. Nhưng mà có một điều á, Hồng thấy á, là cái tình trạng bây giờ á, là người ta hay có những cái mối tình ngoài luồng, mặc dù họ chỉ cho rằng đó là vui chơi thôi, họ không nghĩ là họ sẽ bỏ cái hôn nhân chính của mình để mà chạy theo những cái mối tình ngoài luồng đó. Nhưng mà họ hay có những cái mối tình ngoài luồng, kể cả nam lẫn nữ. Thế thì rõ ràng là khi mà mình xem lá số đó thì mình phải đặt cái bối cảnh xã hội của mỗi thời kỳ nó khác nhau. Ngày xưa không có chuyện đó, ngày xưa rất là ít. Ngày xưa nếu mà các ông có là có vợ bé ha, thường là lấy luôn cô vợ đó luôn, chứ không có mà cái kiểu mà giống như là sáng đưa cơm đi ăn phở, tối chiều dắt phở đi ăn cơm, giống như bây giờ. Và người phụ nữ ngày xưa cũng rất là khép kín và cũng rất là ít có khi nào mà có những cái mối tình ngoài luồng. Nhưng bây giờ thì cái tỷ lệ người ta ngoại tình nó đang rất là cao. Vậy thì trong cái cung số đó mình sẽ luận giải như thế nào? Và như vậy thì không lẽ hầu hết mọi người đều có cái số gọi là ngoại tình hay sao? Cho nên là các bạn cũng thông cảm ở một cái chỗ là khi mà chúng ta xem á, thì phải đặt cái bối cảnh nó vào cái tình trạng xã hội hiện tại, thì mình nên cho rằng cái chuyện đó nó cũng là bình thường, nghĩa là những cái chuyện thoáng qua thôi. Tuy nhiên nó còn tùy vào cái sự tác động của chính bản thân chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta biết là nó có những cái chuyện như vậy mà mình vẫn cứ để cho nó diễn ra thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà đổ vỡ hôn nhân đó, là cái điều chắc chắn. Còn nếu như trường hợp mà khi mà mình thấy trong cái mối quan hệ giữa mình và cái người vợ người chồng nó đã có những cái điều mà mình nghĩ rằng sẽ không giữ được, thì cũng nên xem để biết rằng rồi nó sẽ đi đến đâu. Giống như tình trạng của vợ chồng mà Trung Nguyên đó, tại vì Hồng thực sự mình không có biết
không biết cái lá số của người ta nó như thế nào, không biết ngày giờ sinh. Cho nên là mình cũng không có được những cái gọi là luận đoán để xem nó như thế nào. Nhưng mà thấy rõ ràng cái cuộc ly hôn của hai vợ chồng Trung Nguyên là rất là đình đám. Chắc chắn nó sẽ có một cái yếu tố đặc biệt ở trong cái cung phu thê của họ. Có lẽ cuộc nói chuyện cái livestream của mình hôm nay đến đây coi như là đủ. Thì hẹn gặp lại các bạn trong một số cái livestream sau. Nếu mà các bạn nào mà yêu thích bộ môn tử vi á, các bạn có thể gửi câu hỏi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Thì nhân đây Hồng cũng xin trả lời với một số các bạn mà muốn xem á, thì cũng thông cảm dùm. Là vì order có nghĩa là đơn đặt hàng của thân chủ rất là cũng khá, mà mình thì cũng phải sắp xếp thời gian, bởi vì cũng phải vừa làm công việc kinh doanh nữa, chứ không phải chỉ là xem tử vi không. Mà xem tử vi như vậy nó tập trung rất là nhiều. Cho nên là các bạn nào mà muốn xem miễn phí thì cũng vui lòng là chờ đợi. Tại vì nói chung là mình cũng không thể dành ưu tiên cho những người mà xem miễn phí với những người mà xem mà họ có trả thù lao được. Cho nên các bạn cũng thông cảm. Nhất là có một bạn là Lê Nguyên, bạn Lê Nguyên là cứ thúc ép chị là xem. Nhưng mà chị đã nói rồi, tại vì cái việc xem tử vi không thể xem sơ sài được, xem là phải xem cho kỹ. Cho nên là những cái order người ta đã đặt từ rất lâu rồi thì chị phải giải quyết thôi. Cho nên là em cũng thông cảm giùm cho chị ha. Cái nữa là trong một số trường hợp đặc biệt thì Rose Soạn vẫn xem free. Trong một số trường hợp đặc biệt cần thiết thì mình vẫn xem như vậy. Chẳng qua đó là cái gì? Nó là một cái động tác giúp cho người ta cải thiện được cái tâm lý. Bởi vì có những người họ có những cái tâm lý nó gọi là đưa đến những cái vấn đề trầm cảm đó, cho nên là họ rất cần một cái người để mà tâm sự, để mà chia sẻ. Thì thực ra cái người xem tử vi á, thực ra nó cũng là một người tư vấn về tâm lý á các bạn. Cho nên trong một số trường hợp mà cần kiếp thì Rose Phạm rất là sẵn sàng để mà giúp đỡ cải thiện cái tâm lý xấu của những người muốn xem. Còn thì đừng có hối, tại vì hối là chị không có làm được, đừng có dục quá. Tại vì chị không có nhiều thời gian lắm ha Nguyên ha. Đó, chị còn phải đi làm nữa. Chẳng qua là livestream hay là làm video như vậy để giúp cho các em có thể hiểu được cái môn tử vi nó là như thế nào. Hello Quỳnh, có muốn hỏi gì không? Sắp lấy chồng chưa? Đó thì riêng về các bạn trẻ thì muốn xem cái vận hạn mà kết hôn á, thực ra cái vận hạn kết hôn rất là khó. Cái vận hạn mà kết hôn á nó hơi là khó đoán. Tuy nhiên cái khả năng mà đoán trúng về cái khả năng cái thời gian mà người ta kết hôn á, nó cũng theo một khảo sát thì nó cũng đúng được đến khoảng là 70-80% á. Rồi cái chuyện mà tái hôn nữa, mà bây giờ cái vấn đề mà người ta ly hôn xong rồi người ta tái hôn rất là nhiều. Cho nên là cái cung phúc đức càng ngày nó càng trở nên phức tạp. Chắc năm sau em lấy. Nên nghe chị nói về hôn nhân em vào xem đây. Nhưng mà tiếc là Quỳnh vào hơi muộn, cho nên là chị đã bắt đầu từ lúc 10:05. Thì có thể là Quỳnh sẽ xem lại ha. Quỳnh sẽ xem lại. Ở trong lá số của Quỳnh á, thì chị Hồng nhớ là chị đã có xem rất là kỹ về cái cung hôn phối, cung phối của em rồi đó. Ở đây thì bây giờ là mình
mình chỉ nói chuyện để một số các bạn nào có thắc mắc về cái cung phối thì các bạn sẽ nghe đó là đại khái là cung phối là nó diễn tả cái gì, nó nói cái gì ở trong cuộc đời của chúng ta thôi. Chứ còn mà để xem mà chi tiết thì bắt buộc là phải có ngày giờ tháng năm sinh đàng hoàng thì cái việc lục đoán nó mới chính xác được. Thì trên đây thì các bạn trẻ nào mà thích muốn xem thì cứ gửi cái ngày tháng năm sinh ha, thì mình sẽ sắp xếp thời gian. Còn Quỳnh thì khi nào mà đám cưới thì là chắc chắn là không có quên chị Hồng nha. Rồi bây giờ mình xin kết thúc cái livestream ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn. Có thể là mình cũng sẽ làm liên tục á. Mới đầu thì cũng ít người biết, thành ra là cũng chưa có xem, nhưng mà dần dần á các bạn sẽ quen rồi á, thì các bạn sẽ nghe nó nhiều hơn. Và Hồng nghĩ rằng nếu như các bạn có những cái câu hỏi á, các bạn có những cái câu hỏi mà cho bản thân mình á, mà gửi kèm theo cái ngày tháng năm sinh của các bạn nữa, thì như vậy Hồng sẽ có những cái buổi livestream nó thực tế hơn, sẽ có những cái trường hợp thực tế. Ví dụ như em Quỳnh chẳng hạn nè, bây giờ em Quỳnh nó muốn xem như vậy, em Quỳnh là Hồng đã có xem cho em rồi, nhưng mà nếu bé Quỳnh muốn xem cụ thể hoặc là có những cái câu hỏi gì thắc mắc á, thì gửi câu hỏi trực tiếp, thì cái buổi livestream, những buổi livestream sau chị Hồng sẽ trả lời ha. Như vậy thì cái cuộc thảo luận của mình nó sẽ sinh động hơn. Rồi nói dông nói dài, bây giờ là cũng gần 11 giờ rồi. Bây giờ thầy bói phải đi nấu cơm. cho nên là sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái livestream sau nha. Xin thân chào.